chắc gần cái đường nó khác lắm, chân 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 chân. Hello, chào mừng tất cả bạn đến với live stream của Sport Home. Chúng ta cùng đến với trận tứ kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội năm 2024. Trận đấu có đại diện của Việt Nam, Nguyễn Thị Anh Thư, tay vợt phía xa màn hình. Anh Thư là một tay vợt đánh tay trái nha anh em. Và đây cũng là đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam sau vòng loại. Rất hay. Điểm số 2-0 cho Nhật Bản. Hello anh em. Anh em chia sẻ live stream giúp Sport Hùng được không ạ? Vâng, một pha xử lý cầu hơi chán. Hello anh em, Sport Hùng đã quay trở lại. Rất lắc. Hello anh Lê Tuyên, đúng rồi, chủ nhà còn mỗi anh Thư anh ạ. Điểm số 4 đều, hình như là 4 đều mọi người ạ. Muốn xem tỷ số sang góc bên kia quay. Trong rồi. Cầu trong sân, quả đấy trong. Nhật Bản đánh toàn lỗi mấy quả tiếc nhờ. Hello anh Lê Hữu Phước, em ở
Em ở Khánh Yên Thượng anh ơi. Khánh Yên Thượng, Văn Bàn, Lào Cai. Có vẻ Nhật hơi bị tâm lý đi vài. Khán giả Việt Nam hô sung quá. Tay vợt nữ Nhật Bản run. Chả có đường cầu hay nào thế nhỉ. Bây giờ toàn đánh lỗi. Hai bên thay nhau lỗi. Điểm số 7-6 nha mọi người. Một pha chém cầu nghe tiếng vợt vút cái sợ thật. Chém quá khó. Điểm số 8-6. Hello, xin chào tất cả 397 người đang xem. Nếu mà bạn đang theo dõi được cái live stream này, chúng ta có thể comment 2 để chào nhau nào. Chúng ta sẽ tương tác một chút để cho live stream sôi động hơn. Và nếu được thì rất mong rằng mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ cái live stream đến nhiều người hơn, bởi vì rất là nhiều người muốn theo dõi trận đấu này và cổ vũ cho vận động viên của chúng ta. Anh Thư vẫn thi đấu hết sức bình tĩnh. Khó nhờ, nó trả lại kìa. Điểm số 9-6, Nhật Bản đánh quá khéo. Hello anh Nguyễn Trung Đức nha. Mình đánh họ khó, họ trả lại khó hơn. Hello anh Hồ Trung nha. Điểm số 9-6. Rất nhẹ nhàng. Một pha đập dọc biên rất tốt và rất chính xác của tay vợt Nhật. 16 rồi. Hello anh Nguyễn Văn Linh, vận động viên của Việt Nam là tay vợt phía xa màn hình. Tay vợt đánh tay trái. Điểm số 16 cho Nhật Bản. Tính ra nãy giờ anh Thư ăn điểm toàn là bên Nhật mấy quả bên Nhật đánh lỗi chứ. Hello anh Hồ Trung, giải đang diễn ra tại nhà thi đấu quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Giải sẽ đánh hết ngày 17, ngày mai sẽ là bán kết và ngày kia sẽ là chung kết nha. Có gì mọi người cứ follow page này của Hùng, có lịch thi đấu thì Hùng sẽ up lên cho mọi người xem. Ok, em để điện thoại khá là xa đấy, xa sân chắc cũng phải 5-6 mét nhưng mà cũng có thể nghe thấy tiếng đập đúng không ạ? Hello anh Duy Lộc, set này là set 1 nha anh ơi. Đang bị dẫn 11-6. 11-7. 11-7. Tính ra nãy giờ anh Thư ăn điểm là toàn tay vợt Nhật kiểu đánh hỏng ấy chứ. Không phải Okuhara anh ơi, nói chung là mấy em Nhật trông nó cứ giống giống nhau ấy. Hello anh Lê Sĩ nha. Cầu ngoài mất rồi.
Hello anh đôi nam tay to của Đài Bắc đang thi đấu anh ơi, đang thi đấu sân bên cạnh, đang đánh với Nhật Bản. Nhưng mà đang bị Nhật Bản dẫn này. Chắc tầm 12 điểm. Sở Phó Đồng vẫn đang đi tìm điểm số anh em ạ. Điểm đang là 9-12 thì phải. Chờ điểm số tiếp theo thì mới biết được. Nhưng mà anh Thư đang được 9 quả. Độc kiếp thật, tôi Đài Loan độc kiếp thật. Độc cầu quá tốt. Mười bốn chín rồi mọi người ơi. Cầu không chính xác, 15-9. Hello anh Giang Thanh Đỗ, thực ra muốn đọc điểm lắm nhưng mà không nhìn thấy điểm số anh ạ. Được cầu tốt, 10-15. Nay thì đổi cầu. Đổi cầu anh em xem tạm một đường cầu bên này. Xem mấy anh Đài Loan đập khét nhưng mà ngoài sân. Mười mười lăm. Đập cầu sai địa chỉ, 16-10. Cháu cảm ơn cô Nguyễn Vân đã khen và động viên. Mười sáu mười, anh Thư trong xét đấu này thì có khá là nhiều những tình huống đập cầu không chính xác. Đấy, sở trường của tay vợt Nhật luôn anh em, nghe tiếng vợt nó xoẹt xoẹt xoẹt. Đập kiểu gọi là gì nhỉ, quả đấy gọi là quả đập chém xiết, đập xiết. Cầu ngoài tiếp. Mười tám mười. Cầu không qua lưới, đội điểm cho anh Thư 11-18. Hello anh Hoàng Hiệp xem một anh ạ. Anh Thư đánh chưa phát huy được gì hết. Ôi, này đôi làm hay thế. Không phải của Việt Nam đánh thì còn lâu mới lai lý. Nữ anh em ạ. Đập quá sợ. Khả năng là cũng chỉ có 2 set thôi anh em ạ. Em Đài Loan kia hôm trước đánh xong trận đầu Sport Hùng xin chụp ảnh cùng. Xong bây giờ vào vòng tứ kết rồi, hay phết. Ok, chờ set này kết thúc thì... Đấy, lại mất điểm quả đấy nhá. Lại điểm đấy, cứ đánh ra điểm đấy. Hai mươi mười luôn, sợ thật.
Một pha cầu hơi thiếu lực từ đây được vượt cản. Ở sân bên này đôi Nhật ăn này, đôi Nhật đang dẫn 17-13. Đôi Nhật cầu ngang tốt. Ok, set đầu thứ nhất kết thúc, chúng ta bị thua xa. Đấy, bây giờ làm phát đôi, xem phát đôi nam nhá. Xem mô điểm số 17-13, Nhật Bản giao cầu. Nhật Bản họ đánh theo kiểu lắt nhát ấy, họ không cho bỏ cầu chính xác, cầu ngoài. Họ không cho bên kia đập nhiều đâu. Mười tám mười ba cho Nhật Bản. Ok, đang định bảo tranh thủ cho anh em nghỉ giữa set xem đôi nam tí, mà mấy ông đi lau sân hết bố 2 phút rồi. Điểm số 18-13. Đập quả quá khó, xa tầm với. Một pha. Ok, xin chào Bùi Diệu Hà nha. Hot girl câu lạc bộ của Hùng đấy. Hello Phạm Chính nha, anh nói chung là chưa có lịch em ạ. Tối họ mới áp lịch lên BVKF thì mới có. Còn bây giờ thì anh chưa biết lịch thi đấu. Ví dụ như hôm nay ấy, hôm nay nhiều người cứ tưởng đánh sáng nhưng mà sáng nghỉ, chiều mới đánh. Thôi xem nốt đường cầu này, chúng ta sẽ trở lại sân của anh Thư nha. Rồi, cầu không qua lưới, 15-18. Tứ kết anh Nguyễn Thành Đạt ơi. Bạn Nguyễn Thành Đạt ơi. Đó là phải đứng dậy đi xem điểm thôi. Trọng tài tỉnh tí, mất mé bắt ngon. Sao người ta không để hai bàn bằng điểm nhỉ? Bình thường Nhung nhớ giải trước là để hai bàn hai hướng mà. Anh Thư có vẻ thi đấu hay hơn rồi anh em. Rất bình tĩnh. Ăn đòn. Mình được 5 điểm đấy bạn. Mình được 5 rồi đúng không? Ừ, 3 năm. Đấy. Lên xem phát. Điểm số 2-3 nha anh em. 2-3. Xem một thua mất rồi chị Trang Vân ơi. Anh em xem sao đấy, quả đấy sao đấy. Chắc là kiểu bị sới mắt này. Hôm trước mình cũng thấy một ông đang quả rất là non, chuẩn bị đập nhưng tự nhiên làm động tác đúng như thế, không hiểu sao. Ok, xin chào anh em Vũ Trường nha.
Đại diện Việt Nam còn mỗi anh Thư thôi anh ơi, nhưng mà khả năng không qua được kiếp nạn này rồi. Hay. Ôi, hay. Hay hơn. Bấm rồi, rất hay, điểm số rút ngắn 3-4. Điểm 4 đều chứ. Rồi, 5-4. Nhẹ nhàng không nhỉ? Người đánh thông minh thật. Nhật Bản vừa thắng 21-16 nha anh em. Trong sân. U hơi bao nhiêu rồi? Bên sân. Hello anh Trần Cảnh, em làm gì? 8-5. Dám đưa ra phát biểu gì với câu hỏi của anh? Câu hỏi này nó nguy hiểm lắm. Lúc nào nó mừng lúc ấy. Trả lời câu hỏi này nó nguy hiểm lắm. Giải pháp là nhập tịch à? Bao nhiêu cuối? 7-5 rồi. 9-5 mọi người 5 rồi. Sao nhanh thế được? Nhánh 7-7. Dẫn 7. Điểm số đang 7-5 nha mọi người. Anh trọng tài anh ấy xoay ra đây một tẹo nữa thì đẹp. Khó nhìn quá. Lật lưới làm trái nữa là ổn. Rất sát lưới, tốt, 8-5. Rất đáng tiếc, một pha cầu hơi thiếu lực. Đội điểm 6-8 cho Nhật Bản. Điểm 7-8 rồi. Vẫn còn. Anh em thấy anh Thư đập quả nào cho anh em?
8 đều. Ok anh khách hàng super VIP, anh Trần Cảnh. Nhật Bản có đang thấy hai đôi Nhật Bản đang đánh tứ kết này. Đôi Nhật mạnh thật. Mấy ông Nhật đều kiểu thấp thấp bé bé mà đánh hay. Rất cố gắng nhưng không kịp. Mấy ông Nhật người bé bé đập không kém gì mấy ông Đài Loan luôn anh em. Ok bạn Nguyễn Thành Đạt. Ok thằng bạn. Rất khéo kìa. Ua. Xử lý hay thế. Bạn ơi điểm bao nhiêu rồi? Điểm số đang là 11-8 cho Nhật Bản. Lúc dẫn 8-5 bây giờ bị dẫn 11-8. Thủ kinh ấy. À đúng rồi. Ok em chào anh Trương Gia Bảo nhá. Em chúng ta trở lại trận đấu. Tưởng tranh thủ. Mười một tám cho Nhật. Một cầu tốt. Điểm số rút ngắn 9-11. Thủ trông ảo thật. Cầu ngoài sân. Bắt buộc phải đánh khó. 14-9 thì phải. Ok anh ơi thì thoảng phải đi tìm tỷ số. Tiêu mới được 12 rồi. Điểm số 13-10. Cái
Tại dưới rất hay. Rồi, dứt điểm rất tốt. Nó đẩy quả hay thế nhờ, hai nhịp kìa. Anh Dương Thiên comment là anh Thư nhảy đập hơn cả Hải Đăng. Cầu chính xác, cầu ngoài. Ok, em chào anh Rồng Thiêng nha. Phỏng mũi quá. 12-14 nha anh em. Cầu ngoài sân. Hello Bùi Diệu Hà. Ừ, anh dạo này đang tạm thời bỏ bê câu bộ một tí cho anh em mà nhớ. Đúng rồi, nữ tay trái là Việt Nam anh Hoàng Tít ơi. Điểm như 15-12. Lại không qua lưới, buồn quá. Mười sáu mười hai. Mười sáu hay 18 rồi đấy, 16. Nhật bao bon lắm mà đánh hay thật. Thần những con là so thôi. Cầu lại ngoài. Điều tốt quá, mình chạy theo. Ôi trời. Em ấy bao nhiêu rồi? 37 à? Rất hay, trời ơi, tiếc chưa kìa, không qua chứ. 18-13. Thôi anh Cảnh ơi, anh nói câu anh cứ xui dại em, chết. Em nó tưởng thật chết anh ạ. Tám mọi người ạ, set 2, set 1 thua rồi, set 2 đang bị dẫn 14-18. Đại diện cuối cùng của Việt Nam đấy. Bên này Đài Loan đang dẫn set 2 12-6. Khả năng là có set 3, tí nữa quay đôi nam cho anh em xem. Ừ.
nhanh khiếp, ôi vẫn lên. Ảo thật. Chết rồi. Điểm số rút ngắn 16-18, liệu có thể là một xét đấu lội ngược dòng? 15 thế à? 15 ạ. Bỏ cầu chính xác, cầu ngoài. Nhật toàn đập gõ. Vẫn bài. Mười bảy, mười tám rồi. Rất bình tĩnh, hay quá. Cố lên em. Quả này lội ngược dòng thì gọi là đẳng cấp đấy. Ôi 19-17, kê thiếu lực quá. Phát cầu thì không hô nữa. Oh, 20-19, khó hiểu ghê. 20-19 rồi, một điểm nữa thôi nào. Lên, lên. Đỡ này. Ôi, thủ hay quá. Quá được. Còn. Vẫn còn, rất bình tĩnh để trả lại. Tuyệt vời, một trận đấu kết quả khó tin. Thế mới sướng. 19-17, 21 tuổi. Mình thì xếp trước đầu à? Ba. Ba. Chưa thắng đâu mọi người ơi, mới đang một đều thôi. Mọi người chờ xếp 3 nhá. Mọi người chờ xếp 3. Nói là đường cầu cuối, đường cầu cuối mọi người nhỉ, hay là trước quả cuối nhỉ, hay thế. Anh em cá thế này đang được phát đi đầu tư cho anh Thư đây này. Đúng là để mà tiến xa thì nữ của Việt Nam có cơ hội hơn nam nhiều chứ. Anh Thư đánh cũng không kém Thùy Linh, không kém Thùy Linh nhiều lắm đâu mà. Xem có... Đúng rồi anh ơi, hai ông Đài Loan hôm trước gõ... Gõ cho Đình Hoàng Đình Mạnh lên hai xét được 10 điểm ấy. Đấy là nó còn chưa đánh hết ấy. Nó gọi là nó dẫn sâu quá nên là nó còn... Nhẹ tay hơn rồi đấy. Cầu rất tốt.
18-8 cho Đài Loan. Trong set 1 thì Nhật Bản thắng nha mọi người. Ôi sao anh em tưởng anh Thư thắng ao hết live stream rồi à? Mới thắng set 2 thôi mà anh em. Còn set 3 chưa xem, đã bỏ hết live stream đi rồi. Điểm số 19-9, 19-8 cho Đài Loan, có set 3 rồi. Anh Thư bao nhiêu tuổi để về anh xem cái đã? Anh Thư chắc tầm tuổi Hải Đăng, chắc tầm 2K1 đến 2K3 bạn ạ. Đúng. 2K1. Nói chung là tầm 2K1 đến 2K3 mà trẻ hơn Thùy Linh mấy tuổi đấy. Ok, Trần Mạnh Cường có mình là anh Thư 2K1. Nhà thi đấu Cầu Giấy. Tây Hồ. Ở đây một quả mất chân. Hay quá. Làm gì mà 2K5 Nguyễn Ngọc Tiềm. Không phải 2K5 đâu. Em nhớ là tầm bằng tuổi Hải Đăng thế nào, 2K1. Đi với người ngoan mà nó. Nói chung anh Thư đánh bớt hỏng đi là hay mà. Xét trước hỏng nhiều mới bị dẫn. Rất hay. Có gì tối em đăng lịch cho nha anh ơi. Bây giờ chưa biết lịch mai đánh nào. Không anh ơi, chỉ đánh chiều nay là hết ạ. Chắc tầm 6 giờ là hết. Tầm 6 giờ 6 rưỡi là hết. Em đến mấy rồi? Điểm mấy? Điểm số đang 2 đều nha cả nhà. Trận này căng đấy, trận này căng đấy. Một pha chém cầu, sau đó là một pha dứt điểm rất chính xác của tay vợt Nhật. Điểm số 3-2. Vâng anh ơi, Nhật nó đập còn tốt hơn anh ơi. Nhật đập khét mà. Anh em cùng tăng bạn bè vào xem nhá. Hôm nay live stream của Vũ Việt Nam ít người xem thế nhở. Chắc tại anh em không chia sẻ cho Hùng. Hôm trước hơn 2.000 người xem rồi mà. Ra thủ khá tinh tế. Thôi không sao, cho nó dẫn mấy điểm tí làm phát ngược dòng nữa. Đấy, nó mới hay. Điểm số 4-2 nha mọi người. Rất hay. Rồi. Rất khéo. Rồi. 3-4. Cuối em
3. Đúng không? Đúng không bác không? Đúng quá đúng không? Đúng rồi, mấy hôm nay Hà Nội mưa phùn anh ạ, sân hơi nồm đấy, thỉnh thoảng vận động viên vẫn bị trượt chân. Điểm số 4-5 nha mọi người. 5 đều đi nào. Cái lưới rất tốt, ăn, sời, 5 đều. Thắng trận này là có huy chương rồi, anh Thư cố lên. Điểm số 5 đều, xét đầu thứ 3. Rất tốt. Sáu năm. 3 điểm số liên tiếp cho anh Thư. Hơi tiếc, một pha cầu hơi thiếu lực. Hay quá, điều quả kìa. Điểm số 7-5. Khả năng hôm nay mà anh Thư thắng thì nhiều anh em con trai fan anh Thư lắm này. Xét đấu thứ 3, điểm số 7-5 cho Việt Nam. Nãy bị dẫn 3-5, làm phát 4 điểm. Cầu trong, đổi điểm 6-7 cho Nhật Bản. Rất tốt, 8-6. Quả đấy mà phản được thì hay. Ôi mấy giờ, 8 điều rồi á? Khá tiếc cầu ngoài sân một chút. Bị dẫn lại rồi anh em ơi. Điểm 98. Ôi, 9 đều. Thank you.
lên được, hay đấy. Rất hay. Con. Hay thế nhờ. Rất nhanh. Rất đáng tiếc cầu lại ngoài sân. Điểm số cầu trong sân 11-9. Đổi sân. Anh Thư đánh Asaber 11 Pro đúng không mọi người? Hai. Điểm số rút ngắn còn 10-13 nha mọi người. Sorry mọi người nhé, vừa rồi có ai gọi Hùng mấy cuộc ấy, nên là nó bị gián đoạn mọi người ạ. Có ông nào gọi ấy mà mình đã tắt rồi, không cứ gọi lại chứ. Rồi tiếc quá. Đập khép quá. 17. Họ lên 17 rồi. Rồi.
tiếc quá ngoài sân. Hình như 18-11 hay 18-12 anh ạ. Mất một giây rồi đến đâu. Cầu ngoài sân. Mười ba mười tám nha mọi người, biết đâu làm xét như xét trước nhỉ. Rất hay. 14-18. Quả vừa rồi là bị bất lợi do tình huống phát cầu hơi bị cao. Mười chín mười bốn. Hai mươi mười bốn. Hai mươi mười bốn rồi anh em ơi. Hai mốt mười bốn rồi. Thôi không sao, xếp hai đánh thế là hay. Xếp ba này đoạn sau sau bị trôi nhiều quá mọi người. Bị trôi điểm nhiều quá. Hello, đi live stream trận khác cho anh em xem nhá. Mọi người chờ Hùng nhé. Live stream trận đôi nam. Hả? Ừ, về đi. Hả? Xem đã. Chưa không, chủ nhật không? Đi quay mà. Tuần này không đánh được, tuần sau. Quê anh em. Trận tứ kết giữa Malaysia và Nhật Bản. Trận đấu thứ 3, điểm số 10-15. Thư thua mất rồi anh ơi. Điểm số 16-10 cho Nhật Bản. Đập rất căng nhưng mà bên này thủ kinh quá. Bỏ cầu rất tỉnh táo. Đơn nữ thua mất rồi anh ạ. Đơn nữ là nội dung cuối cùng mà Việt Nam mình vào vòng trong. Đập cầu tốt. Đổi điểm 11-17. Winston, 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 Win
Support Hùng chào Sơn Support nha. Anh thư thua mất rồi anh ơi, thua xếp 3. Đôi Nhật này khá là khét anh em ạ. 19-11. Điểm 12-19. Quá gọi là cái gì nhỉ? Quá tinh tế. Nhật Bản chiều cao có hạn nên là họ kiểu là rất biết tận dụng. Một pha chém xiết. Nói chung là một điểm nữa thôi là về đích rồi. Nhịp số 13-20. Phát đều này. Phát đều này. Cầu ngoài. 14-20. Này thì chủ quan. Tập trung vào đánh nốt xét đi em. Không có thu ngược thì chết. Mười lăm hai mươi. Nhưng mà này vẫn chưa từ bỏ đâu. Thủ rất hay. Vẫn còn rất cố gắng. Tiếc quá cầu không qua lưới. 21-15 trận đấu kết thúc. Chiến thắng cho Nhật Bản. Hello mọi người, hẹn gặp mọi người vào livestream ngày mai nhá. Hẹn gặp mọi người vào livestream ngày mai. Giờ Support Hùng kết thúc livestream ở đây ạ.